Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, hôm nay đoàn đại biểu cấp cao Nghị viện Australia đã đi tham quan quần thể danh thắng Tràng An, Ninh Bình. Đoàn đại biểu Nghị viện Australia do bà Sue Lyles, Chủ tịch Thượng viện dẫn đầu, đã tham quan quần thể danh thắng Tràng An. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chào mừng đoàn và nhấn mạnh tầm quan trọng của Tràng An trong việc kết hợp phát triển kinh tế và du lịch bền vững. Bà Sue Lyles cũng giới thiệu về Nghị viện Australia và các lĩnh vực hợp tác hiệu quả với Việt Nam. Đoàn bày tỏ ấn tượng với giá trị văn hóa và lịch sử của Tràng An, đánh giá cao nỗ lực của Ninh Bình trong bảo tồn di sản và khẳng định chuyến thăm sẽ thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Australia và Việt Nam.